Sao Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp, tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 979696, 0933 469555 hoặc truy cập website techsao.vn. Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của Techsao Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với một chuyên mục, đó là review và đánh giá chi tiết các thiết bị âm thanh. Giao ở đây thì chúng ta sẽ tập trung nhiều vào review một tí cho nó gọi là đầy đủ các giải sản phẩm của D&B Audio Technique. Nhắc đến thương hiệu, các thương hiệu như là mọi thứ đi, về xe cộ rồi về nhiều đồ dùng khác nữa, thì trước đây thì nếu như mà người Việt Nam chúng ta thì thông thường thì sẽ thích những cái món đồ, ví dụ như thấy Nhật. Nhật bây giờ Nhật bãi, đồ Nhật bãi rất là nhiều. Nhiều món đồ đến từ Nhật rất giá trị, phải nói cũng là đẳng cấp ấy. Nhưng mà không hiểu sao cái nền sản xuất âm thanh ở Nhật không được ăn thua lắm. Không được ăn thua lắm. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một siêu phẩm đến từ đất nước Đức. Cứ cái gì mà cứ thế nói là made in Germany là chúng ta thấy an tâm, đúng không các bác? Không biết đến từ đâu, nhưng mà đến từ Đức thì chắc chắn là ok rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một model trong một series của D&B Audio Technique. Đó chính là D&B Airbox. Và đây, trước mặt các bác đây chính là model loa E8 nằm trong series E của chúng ta. Với E của chúng ta sẽ có là E8 và E12. Mỗi hai loa model loa duy nhất thôi. Và đồng nghĩa với việc là model E của chúng ta chính là đồng trục, hay còn gọi là quadrio. Vậy thì với D&B Audio Technique thì cái giải sản phẩm của họ rất là rộng. Clip trước thì em đã lên cho các bác, lên sóng cho các bác về mẫu loa, đó là D&B 12S. Nằm trong series XS của chúng ta. Dưới 12S chúng ta sẽ có 10S nữa, thì em sẽ lên sóng cho các bác từ từ. Đấy, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một model loa của series E, chính là E8. Thoạt nói ra cái từ E thôi chúng ta cũng không thể hiểu, liên tưởng đến là thông thường ấy, chúng ta sẽ thấy là cứ mỗi một cái tên gọi thì nó cứ gọi gắn liền với cái gì đấy. Nhưng mà với D&B thì chỉ có đuôi E8 thì chắc chắn rằng là nó đồng nghĩa với việc đó là một model loa có kích thước bát loa là 8 inch. Và đây các bác có thể nhìn thấy là chiếc loa D&B E8 này nó có kích thước khá nhỏ gọn, kèm đó vào một cân nặng hết sức nhẹ nhàng. Đây các bác có thể nhìn thấy, em có thể nhấc nó lên bằng đây một ngón tay này, vẫn nhấc được các bác. Đấy, một ngón tay thôi để chúng ta có thể nhấc được chiếc loa này rồi. Bởi vì sao? Cân nặng của nó chỉ có 7 kg thôi. Và cái kích thước chiều cao thì các bác có thể nhìn thấy nó rơi đâu đó được khoảng hai găng tay, và bề ngang của chúng ta nó sẽ rơi được khoảng hơn một găng tay một chút. Thì với D&B Audio Technique E8 thì chúng ta sẽ có một cái sao tiếng, hay gọi một cái chất âm, nó cũng khác biệt hoàn toàn. Nó không giống series S của chúng ta. Với series S của chúng ta đương nhiên 12S thì nó tuyệt vời rồi, nó hoàn hảo rồi, bát loa lại còn 30 tép riêng nữa, thì đương nhiên cái SPL cũng như là cái chất âm mang lại nó sẽ ấn tượng hơn. Với D&B Audio Technique E8 chúng ta sẽ có một cái ngoại hình thiết kế hoàn toàn khác. Đây các bác có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết từng thứ một. Hình dáng bên ngoài thiết kế ra sao, nội thất bên trong như thế nào, giải tần số đáp ứng ra sao, thông số kỹ thuật như nào, và khả năng phối ghép cũng như vận hành và kết nối và sử dụng trong mục đích như thế nào. Và chúng ta sẽ đi cùng tìm hiểu nhé. Trước mặt các bác đây thì một chiếc loa D&B Audio Technique có thiết kế nó lại không giống với tất cả các series còn lại. Cái lỗ ở cái mặt trước, hay gọi là lỗ thoát hơi, nó sẽ lớn hơn một chút so với các phiên bản khác. Và cái cách mà chúng ta bắt cái màng e căng vào đây nó cũng khác. Nó chỉ có hai cái vị trí ốc duy nhất ở đây thôi, giúp chúng ta có thể đưa cái tua vít hai cạnh, và chúng ta chỉ cần xoáy thôi thì lập tức cái màng e căng này nó sẽ lập tức bật ra ngay. Với chiếc loa D&B Audio Technique này thì thoạt nhìn các bác có thể nhìn thấy đây là phía mặt bên trước, bên trong chúng ta sẽ có một cái lớp nỉ giúp cho cái việc là chống nước đạt ở chiêu chuẩn là IP54.
đấy là về ngoại hình bề mặt phía trước, và đây là phía ngang, các bác có thể nhìn thấy. Với phía ngang của chúng ta thì các đường thiết kế ở đây nó rất nhiều góc cạnh như thế này. Và đây chúng ta sẽ có một cái lỗ M10 giúp chúng ta có thể kết nối cái loa này với một cái hệ thống giá loa bắt vào đây, để chúng ta giúp cái loa nó có thể đứng chắc và vững vàng hơn. Và các phần cạnh, bên trái này nó cũng tương tự. Đây các bác có thể nhìn thấy bên này nó cũng tương tự như bên kia. Chúng ta sẽ có cái vị trí bắt ốc ở đây. Và tiếp đến nữa, cái mặt phía trên đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm mặt phía trên. Mặt phía trên của loa DNB Audio Technic E8, đây các bác có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ có một cái vị trí tai sách. Tai sách ở đây. Thì với cái việc thiết kế là tai sách này thì nó vừa thiết kế cho cái việc đó là vừa cái phiên bản đó là touring. Chúng ta có thể cơ động trong cái việc là đi di chuyển hay là lắp đặt thì chúng ta dễ dàng vận hành nó, hay là mang nó đi một cách dễ. Cái loa này đã nhẹ rồi mà cái việc chúng ta mang đi hay là lắp đặt một cách thì nó lại còn dễ dàng hơn nữa. Đó là về vấn đề tai sách. Và ở đây chúng ta cũng có hai cái vị trí ốc bắt ở đây. Hai cái vị trí ốc bắt ở đây là M10 để giúp cho chúng ta có thể treo cái loa này lên một cách dễ dàng. Và đó là về mặt trên. Và ở mặt dưới của chúng ta, đây các bác có thể nhìn thấy, ở mặt dưới của chúng ta cũng tương tự như mặt trên, chúng ta cũng có hai cái vị trí bắt ốc ở đây giúp cho chúng ta có thể là giúp là bắt những cái giá loa vào đây được, hay là bắt những cái lỗ cọc cắm loa vào đây được. Và lập tức thì với phiên bản này chính là phiên bản touring thì lập tức nó cũng có một cái lỗ để giúp chúng ta có thể cắm cái cọc loa ở đây để lắp đặt cho chúng ta có trong việc cố định. Vậy là cái khả năng lắp đặt cái loa này cũng như là thiết kế cái loa này rất dễ, bởi vì là nó đa năng, rất là nhiều cái vị trí giúp cho chúng ta có thể lắp đặt được, vừa install và vừa touring được, tức là vừa lắp đặt cố định và vừa di chuyển được. Đó, đấy là toàn bộ về mặt trên, mặt dưới và trái phải. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về mặt sau một chút các bác nhé. Với mặt sau thì các bác có thể nhìn thấy từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ có một cái thông tin cơ bản ở đây. Ví dụ như là serial number này, DNB Audio Technic made in Germany. Đương nhiên rồi, chiếc loa này đến từ Đức, là made in Germany. Tiếp đến model loa của chúng ta là E8, cân nặng là 7,3 kg, khá là nhẹ nhàng. Và có những cái tiêu chuẩn ví dụ là kết nối, rồi là serial number ở đây. Tiếp đến nữa là các bác có thể nhìn thấy một cái dòng chữ rất rõ ràng ở đây. Đó là chiếc loa này chỉ sử dụng duy nhất với chiếc DNB Audio Amplifier, tức là chiếc loa E8 này chỉ có thể kết nối và vận hành với amplifier của DNB Audio Technic thôi các bạn nhé. Đương nhiên cắm vào chiếc loa khác, cái amplifier khác nó vẫn kêu, nó vẫn ra tiếng, nhưng cái chất âm và cái hiệu năng đem lại thì hoàn toàn là không ok. Và ngay ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái, lại có một cái ốc bắt M10 ở đây nữa, giúp chúng ta có thể đính cái loa này vào tường, hay còn gọi là giữ chắc cái loa nữa. Ở cái phế mặt ngang này hay mặt dọc này, chúng ta có thể bắt thêm một cái vị trí ốc vào đây nữa, giúp cho cái loa chúng ta có thể chắc chắn hơn nữa. Ở bên dưới chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối cơ bản NL4. Các bác có thể nhìn thấy đây, chúng ta sẽ có hai đường, và một đường in và một đường link. Vậy những cái cổng này thì các bác quá quen thuộc rồi. Và cái kiểu đầu nối của chúng ta ở đây chính là 1+1-. Tất cả series loa của DNB Audio Technic chính là 1+1-, nhưng riêng con subwoofer thì lại 2+2-. Còn ông Nexo thì full thì 2+2-, mà sub thì lại 1+1-, tức là ngược lại so với ông này các bác nhé. Rất là hoang mang. Nhưng cái khả năng mà giúp cho chúng ta những cái kiểu kết nối cũng như là cái cách bố trí lắp đặt này thì giúp chúng ta có thể vận hành hay là lắp đặt nó dễ dàng hơn. Đó là toàn bộ về thiết kế bên ngoài cũng như là mặt trước mặt sau của chiếc DNB Audio Technic E8 này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ở bên trong cái chiếc loa DNB Audio Technic này, xem nó có như thế nào, cấu tạo sao nhé. Trước mặt các bác đây chính là một chiếc DNB Audio Technic E8 mà em đã tháo cái mặt e-căng ra, đồng nghĩa với việc là em cũng tháo luôn cái driver pad ra đây rồi, hay là driver chip, đồng nghĩa với việc nó đồng trục rồi, nên chúng ta chỉ cần việc tháo một cái thôi là nó ra hết rồi. Các bác thấy là chiếc DNB Audio Technic E8 này có xinh không ạ? Phải nói là thiết kế cái họng chip như thế này cũng như là cái driver pad này nhìn rất là dễ chịu. Rất là dễ chịu. Và toàn bộ cái driver bass hay chép ở đây thì nó trên một cái trục luôn. Và chung đó ở ngay phía sau các bác có thể nhìn thấy. Đây, đó là một cái bass với cấu tạo là neodymium head, giúp cho cái hiệu năng đem lại cũng cực kỳ hiệu quả và cực kỳ cao, với cân nặng là rất nhẹ nhàng.
để dễ hình dung về cái driver trem này thì em tháo cho các bác cái horn này ra. Đấy, cái horn này ra thì các bác sẽ thấy rằng đây, khi em tháo cái horn này ra thì nó lập tức nó sẽ được rời cái horn trem này ra. Tại sao nó rời như này? Bởi vì cái horn trem này khi các bác lắp vào đây hoàn toàn chúng ta có thể thay đổi được góc mở. Ví dụ như khi chúng ta để cái loa ngang như này thì mình có thể để góc mở như này. Nhưng nếu chúng ta xoay cái loa ra thì chúng ta có thể thay đổi góc mở đứng như thế này. Đấy, các bác dễ hình dung không ạ? Rất dễ. Vậy là cái việc là chúng ta lắp hay tháo cái này hay là thay đổi họng chép thì nó cũng rất là dễ dàng. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái côn loa như này, các bác nhìn thấy rõ ngay. Và bên trong nữa chúng ta sẽ có một cái driver chép ở trong này, chung trên một trục. Đó. Cái hạn chế của cái đồng trục này thì có lẽ là nếu mà nói về từ hỏng thì em nghĩ là cũng chưa bao giờ thấy hỏng được. Nếu như chúng ta sử dụng đồng bộ cái âm free hay là controller của hãng thì hoàn toàn em nghĩ là hỏng thì sẽ không bao giờ có. Nhưng nếu như mà cái việc mà đồng trục này mà xảy ra lỗi về cái driver bass hay driver chest thì em nghĩ là phải dỡ ra hết, tháo ra hết. Nhưng mà đấy là cái trường hợp gọi là rất rất xấu thôi. Vậy thì nếu như một chiếc loa mà lại có cấu tạo đồng trục mà như thế này thì cái hiệu quả đem lại của nó có tốt không? Có hay không? Đương nhiên, hiệu quả đem lại của nó vẫn là tuyệt vời, vẫn là rất ok, rất hay. Nhưng nếu như mà chúng ta muốn cái khả năng mà nó tách bạch hơn, mà nó áp lực hơn, thì cái việc cấu tạo của đồng trục này thì so với cái việc là chúng ta chia quay ra chúng ta đánh, ví dụ như là tép với bass riêng thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn cái vấn đề chúng ta sẽ sử dụng cái loa đồng trục này. Đương nhiên là hay thì rất hay rồi, nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta cũng phải phân tích làm sao cho nó chuẩn và chính xác hơn, đúng không các bác? Đó là về cái driver này. Có lẽ là chúng ta cũng không phải tìm hiểu quá nhiều đâu. Nhìn thế này thì thấy ấn tượng rồi các bác ạ. Không biết như thế nào nhưng mà đây chứa đựng vô vàn chất xám. Vô vàn chất xám. Rồi em sẽ để em nó ra đây đi. Khi mà tháo cái driver bass này ra ấy các bác ạ. Bát mới chép ra rồi, cái loa này thì chắc là còn đâu đó loanh quanh chắc xem nào, 7 cân mà cái bát kia nó sẽ còn nặng hơn cái này một tí, thì em nghĩ thôi cứ cho là bằng nhau đi, 3,5 cân, này chỉ còn đâu đó 3 cân rưỡi thôi. Tại sao lại nhẹ thế này, em cũng hơi thắc mắc. Nhưng mà khi tháo cái này ra thì chúng ta mới sẽ thấy rằng là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái cấu tạo của cái loa D&B Audio Technique này nhá. Ở đây các bác có thể nhìn thấy thì cái cấu tạo ở đây nhìn rất là chi tiết luôn, thiết kế gần như là rất nhiều đường nét khác nhau luôn đấy. Các bác có thể nhìn thấy trong này này, rất nhiều các đường gấp khúc, rồi là thậm chí là những cái đường vát cong mềm, gọi vát cong mềm ở đây, kể cả xung quanh cạnh thùng nữa, rất nhiều đường cong và đường vát khác nhau. Vậy em đã đặt ra câu hỏi là tại sao một cái thùng loa mà lại thiết kế nhiều được như này thì có vẻ sản xuất sẽ hơi khoai. Nhưng khi chúng ta tháo ra thì sẽ thấy một điều rất thú vị, cái loa này được cấu tạo bằng nhựa các bạn. Cái loa này được cấu tạo bằng nhựa các bạn. Bằng nhựa. Nhưng mà nhìn ở bên ngoài ấy, cái lớp sơn này ấy, không ai có thể nói đây là nhựa. Bởi vì nó quá làm giống, quá giống gỗ. Giống kinh khủng luôn. Về mọi thứ giống, nhưng mà khi chúng ta khám phá ra, chúng ta bỏ ra thì mới biết là vật liệu làm cái thùng loa này bằng nhựa. Vậy là cái thùng loa làm bằng nhựa, cái chất âm đem lại thế nào so với gỗ? Liệu nó có hay không? Liệu nó có đảm bảo cái yếu tố về độ bền hay là chất âm đem lại có tuyệt vời không? Em nghĩ là cái sự tính toán của kỹ sư của hãng là có sự tính toán. Đương nhiên nếu như mà chất âm đem lại không ok thì họ sẽ không làm, nên là chúng ta sẽ không bàn về cái vấn đề đó. Còn về độ bền thì em nghĩ là chúng ta cũng vượt thời gian, không lo. Như các bác có thể nhìn thấy, khi chúng ta tháo cái driver bass ở đây ra thì đồng nghĩa với việc là cái driver chép nó cũng gắn liền vào rồi. Và ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái lỗ thoát hơi ở bên dưới này, các bác có thể nhìn thấy hình tròn, hình tròn ở đây. Và khi chúng ta lắp cái mặt nắp mặt lưới vào, chúng ta sẽ không nhìn thấy cái gì hết, coi như là cái loa này kín mít luôn. Và ở bên trong chúng ta sẽ có những cái dây kết nối do driver bass và cái họng chép. Và tiếp đến nữa là có một cái phân tần ở bên trong, cũng khá là đơn giản thôi. So với D&B Audio Technique 12S dòng S thì cái phân tần này cũng phải nói là nó còn nhiều hơn, nhiều linh kiện hơn, nhiều linh kiện hơn đấy. Và đương nhiên rồi, trong mỗi một chiếc loa D&B Audio Technique thì chúng ta đều có một cái series number nằm ở sâu sâu tít 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 trong này. Đây các bác có thể nhìn thấy. Nghiêng nghiêng vào đây thì sẽ nhìn thấy các bác. Nếu như các bác mua về thì các bác sẽ, nếu như mà các bác muốn khám phá thì các bác tự tháo ra khám phá thôi. Và giá bán thì em sẽ để ở đường link ở dưới mô tả, các bác có thể truy cập vào đấy để xem giá bán. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thông số kỹ thuật một chút. Với chiếc loa D&B Audio Technique E8 này, chúng ta có một cái giải tần đáp ứng cũng khá là tốt.
sâu của nó tối đa có thể xuống được 62 Hz và lên được đến 18 kg. Đương nhiên xuống 62 Hz thì cái downpoint của nó đi giảm đi cũng khá là nhiều. Và cái tần số khi mà chúng ta cắt thì hãng họ cắt cho chúng ta là 120 Hz. Lên khá cao, gần như là mất cả bát mất rồi. Đồng nghĩa với việc là khi chúng ta cắt như vậy thì chúng ta sẽ có thêm một phần subwoofer để bổ trợ cho nó nữa. So với các dòng S kia thì cái phần bát nó mạnh hơn, nghe nó áp lực hơn, nghe nó đầy đặn hơn. Và so với cái dòng này thì đương nhiên cái đầu driver bass của chúng ta đây có 8 inch thôi, nên đương nhiên là chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều. Với cái thùng nó cũng làm nhỏ gọn như thế này nữa thì cái việc là xuống sâu đến mấy thì sâu cũng không thể nào mà sâu quá được, không đúng không các bác? Tiếp đến nữa là cái loa DNB Audio-Technic này chúng ta phải kết nối với một hệ thống amplifier của DNB nữa. Vậy nó cũng như bài toán khi chúng ta sử dụng với tất cả những model loa khác của DNB. Với chiếc loa này thì chúng ta có công suất RMS là 150W và peak của nó là 800W. Và khi chúng ta kết nối với chiếc amplifier 10D thì chúng ta sẽ ra được là 126 dB. Nhưng khi chúng ta kết nối với chiếc amplifier D20, 30D và D80 thì chúng ta sẽ lên được 129 dB. Vậy là nó sẽ vênh nhau là 3 dB, tương tự tất cả các series loa khác. Cứ khi nào chúng ta kết nối với 10D thì chúng ta sẽ ra được với 126 dB peak. Và khi nào các bác kết nối với D20, 30D và D80 thì chúng ta sẽ ra được là 129 dB peak. Đương nhiên như em phân tích rất nhiều rồi, cái peak của chúng ta thì ít khi chúng ta sử dụng đến lắm. Nên vậy là để vận hành tối đa về hiệu quả kinh tế cũng như là bài toán về cái vấn đề chúng ta đầu tư thì chúng ta chỉ cần kết nối với nó là một chiếc amplifier 10D thôi là ok lắm rồi các bác nhé. Vậy thì chiếc loa DNB Audio-Technic E8 này, cái sound của nó ra như thế nào, chất âm đem lại ra sao? Tất cả DNB thì em đều nói các bác rồi, chúng ta phải tuning cho nó, chúng ta phải làm cho nó, chúng ta phải setup cho nó, chúng ta phải tạo ra cho nó một cái chất âm để phù hợp với cái đôi tai của người Việt Nam. Vậy là khi chúng ta sử dụng DNB, kể cả các bác mua về hay cái như nào đấy, thì chúng ta cần phải setup nó, setup trên chính chiếc amplifier của DNB luôn, trong đấy tích hợp đầy đủ cho các bác rồi. Có thể là DSP, controller, equalizer đủ hết ở trong đấy luôn, chúng ta không thiếu một cái gì cả. Và cái điều đặc biệt của chiếc loa DNB Audio-Technic E8 này, cái trở kháng của nó lại rất là hay. Bình thường khi mà một chiếc loa này chúng ta sẽ thấy rằng là gì, chúng ta sẽ có cái trở kháng là 8 ohm hoặc là 16 ohm. Nhưng với chiếc loa DNB Audio-Technic E8 này, trở kháng của nó lại là 12 ohm. Lại không giống với chiếc loa khác. Vậy là một chiếc kênh của chiếc amplifier là chúng ta có thể gánh được 2 đến 3 chiếc loa DNB E8 này một cách ngon lành cành đào luôn. Vậy thì đó là toàn bộ về những cái cấu tạo bên ngoài, rồi là cái cách khả năng phối ghép, rồi là thông số kỹ thuật và cách vận hành nó như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tìm hiểu là chiếc loa DNB Audio-Technic E8 này nó có thể phối ghép và sử dụng trong cái mục đích nào. Với DNB Audio-Technic, như em nghe từ đầu em đã phân tích cho các bác rồi, đây là một phiên bản vừa install, tức là vừa cài đặt cố định, và vừa touring, tức là vừa có thể di chuyển được. Các bác có thể nhìn thấy những cái hộp sách tay này. Vậy là nếu như mà lắp đặt trong gia đình, một kích thước bát loa bé này thì đương nhiên về cái không gian hoạt động của chúng ta thì các bác có thể hoàn toàn sử dụng đôi loa này không gian từ độ khoảng tầm cỡ 45m² trở lại là hoàn toàn chúng ta có thể chơi tốt rồi. Và ngoài trời thì các bác có thể chơi đánh live band hay gì đó, thì một đôi E8 này kết hợp với một chiếc subwoofer E15X là có thể chơi ngon lành cành đào rồi. Vậy đó là toàn bộ về cái khả năng kết nối cũng như là chúng ta tính ứng dụng của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ để làm cho chiếc loa DNB Audio-Technic E8 này nghe nó hay hơn và thật sự là nó đủ dài hơn và nghe nó một cách ngon lành hơn thì chúng ta kết nối với nó chính là một chiếc sub DNB Audio-Technic E15X. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp với những cái dòng subwoofer 12, tức là bass 30 hoặc là 18, bass 40 nếu chúng ta muốn cái phần subwoofer của chúng ta nghe đầy đặn hay vừa phải hay là cực mạnh thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án subwoofer đánh riêng. Hoàn toàn chúng ta có thể phối ghép cái phần subwoofer làm sao đưa ra được cái mong muốn của chúng ta. Và em ở đây em sẽ lựa chọn đó chính là chiếc subwoofer E15X. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm hệ thống DNB Audio-Technic E8 này xem cái chất âm nó đem lại như thế nào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm chất âm nhé.
boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary and I on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. And they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. And a baby boy they named Miguel. On the other side of the line is heaven. On this side is a living hell. So you do what it takes, pick up stakes, and try to escape the drought. But when you get to the border, the INS, they got the wealth and where you got now. You get no refuge, no respite, and no sanctuary. Thank you.
cũng ready. Trước khi em quên anh ở đây, yeah.